Thưa quý vị, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày 2 tháng 9 tại phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh diễn ra lễ kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến dự có ông Lê Minh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Bí thư Thành ủy. Theo đó, 5 quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng gồm Phạm Thị Yến Di, Hồ Thành Long, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thị Kim Thoại, Phan Hữu Tiến. Trong đó có 2 dân quân tự vệ, 3 người hoạt động không chuyên trách phường Ninh Thạnh và khu phố. Trong không khí trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ lời thề của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành tốt điều lệ Đảng, tích cực tham gia công tác, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Ông Lê Minh Thế, Bí thư Thành ủy, chúc mừng các đảng viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhân dịp rất ý nghĩa và trọng đại này. Mong muốn các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, làm tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên.